chưa? Làm biếng và không thích rửa chén. Anh nghĩ tốt nghiệp có vài tật xấu như là nói nhiều, hay giỡn và thích chọc ghẹo người khác. Hiện tại lúc này thì Quốc Cơ và tốt nghiệp luôn luôn đi cùng nhau và ở cùng nhau, cho nên nghiệp nghĩ là không thể nhớ được một kỷ niệm nào, bởi vì chúng tôi luôn luôn hàng ngày được vui, được buồn cùng nhau. Chưa bao giờ Quốc Cơ và Quốc nghiệp nghĩ đến cái việc đó, bởi vì để khoác đổi vị trí cho nhau thì chúng tôi lại phải mất thêm hơn mười mấy năm nữa để có thể làm tốt cái nhiệm vụ của người trên và người dưới. Cho nên là chúng tôi vẫn giữ như vậy và chỉ có thể tiếp tục tiến bộ hơn. Quốc nghiệp sẽ cố gắng hạ xuống. Thực ra thì như các bạn thấy thôi, rất là dễ xịt nhiều keo vào để cho nó và dùng cái loại keo rất là cứng. Bởi vì riêng với tiết mục của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, nếu như mà không cứng thì chắc là đầu nó sẽ rất là trơn và những cái sợi tóc đó nó sẽ trượt qua mà làm Quốc Nghiệp có thể ngã đi bất cứ lúc nào. Anh Cơ thích ăn nhất là beef steak. Ngày 8 tháng 11. Anh Cơ nghiệp nghĩ là ngày trước thích mô tô mà bây giờ thì thích ô tô. Màu đen. Nhạc diễn. Phim đánh đấm của Trung Quốc. Anh Cơ. Anh Cơ. Hầu như tất cả những câu trả lời của nghiệp đều đúng. Chắc không có khác anh là bò đâu. Ngày sinh 16 tháng 3 năm 989. Ok. Cả hai. Cái màu trắng. Thể loại nhạc nghiệp thường nghe sẽ nhạc hoa. Chắc phải nằm đọng thôi. Ok, rồi, thế thôi. Hai câu cuối thì biết kết quả rồi. Em cảm ơn anh nha.